Tiếp theo xin mời chị Phạm Thị Quyên, cư ngụ Bình Chánh đặt câu hỏi. Vị tiếp theo chuẩn bị là chị là Nguyễn Khải Hoàng ở Long An à. Dạ thưa diện sủ Quỷ Nhân, tất cả ban quản trị và những người Phật tử có mặt tại đây, con có nhiều điều thắc mắc muốn hỏi xin viện chủ giải thích cho con hiểu là thần lực là nói cái gì? Thần lực là nói sức mạnh. Bởi vì ta nói cái người đó mạnh như thần, có là sức mạnh, thật mạnh, người ta là thần lực. Dạ. Và câu hỏi thứ hai là phước lực là nói cái gì? Dạ. Phước lực thì nói là người đó có phước nhiều. Có nghĩa là người đó, nó tóm tiếc là tiếng Việt Nam mình, người đó giàu quá đi. Nên nhớ là giàu quá thì con làm cái gì cũng được. Đa kim ngân phá lực lệ, thần phước lực là nói vậy. Có phước cái gì cũng qua hết. Có phước con đi tới ta sắp hàng, con có phước con đưa cái anh bán vé tiền cho con đi trước. Đó là phước lực, là cái lực có tiền nó mạnh hơn người không có lực. Rồi dạ, con hỏi tiếp đi. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, cho con hỏi câu thứ ba là thầy tu như thế nào mà vào loài thực vật? Tu thế nào? Tu đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Mình không biết, mình đi ra mình bịa, mình lừa người ta. Bởi vì cái quy luật nhân quả luân hồi này nè, mình làm ác á, thì mình đọa xuống địa ngục, làm phước lên trời. Còn bây giờ cái người tu này nè, không có làm phước mà không làm ác, giờ đi đâu? Thì chị vô thật vật sống như thế đâu? Vô cái loại này đúng theo quy luật đó. Có nghĩa là anh biết giác ngộ giải thoát là vậy. Còn không biết, anh đi dạy người ta, anh lừa người ta, chắc chắn làm thực vật. Nhưng mà con muốn biết người làm thực vật hay không ra thế này. Trước khi người ta chết, chắc chắn người ta bất động, người ta nghĩa là sống như thực vật. Bởi vì nói tại sao cái người đó sống như loài thực vật là chắc chắn 100% vào loài thực vật sống. Đây là nhân quả của trái đất này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, dạ cho con hỏi tiếp theo là thiền tông rất thực tế và rất khoa học, cứ sao những thầy tu không ai chịu tu? Tu thiền tông nó đói thì sao? Ta tu ta kiếm tiền mà con tu thiền tông ta đói rồi sao ta tu? Có nghĩa là ở nhà lao động một ngày 200-300 ngàn vậy đó, thấy không? Mà vô đây nói bậy bạ kiếm con ngã mấy triệu, ai không thích? Con suy nghĩ đi, như thế mà phải bài chuyện ra nói chuyện. Bởi vì cái thiền tông không thích vô đây bác nói cả ngày có ai đưa đồng nào đâu. Mà là tại vì cái nguyện của bác đó là hứa với thiền sư Nữ Xảo là tôi nói ra cái này ra, đưa tiền tôi không lấy nữa đâu. Bởi vì cái này không đúng, nếu lấy không có được, phải không? Vì thế mà một ông thầy mà đi giảng một giờ bao nhiêu, con để ý đi. Nhiều người nước Việt Nam đi ra nước ngoài, tôi không nói ai, đi qua Hàn Quốc là phải đưa ổng 30.000 đô. Ở bên gọi là bán vàng đó, qua bên ông thu, ông quảng cáo sao. Mà tôi qua, ông đưa tôi 30.000 đô, tôi về muốn nói mấy ngày tôi nói. Mà bây giờ qua bển mà biết cái vụ này rồi qua ế là bắt đầu hết dám đi rồi. Mới kia, bây giờ tôi nói thật nè, tất cả những người Việt Nam đi ra ngoài này không dám giảng. Giảng là nó ngồi trên mạng mà nó biết thiền tông, nó hỏi rồi biết đường nào trả lời. Rồi khúc đó mà hỏi trả lời không được, nó đâu có cúng tiền đâu, khúc đó đi bộ về đó. Thành ra khi thiền tông ra đời, mấy ông giảng sư hoàn toàn ế. Giảng sư thứ thiệt thì còn có tiền, chứ giảng sư thứ giả hoàn toàn chết cắt luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn. Cho con hỏi tiếp theo là đạo Phật là đạo giác ngộ và giải thoát, sao con không thấy chùa nào dạy? Dạ. Bây giờ bắt ông Phật ông nói là khi Như Lai nhập Niết Bàn là cái pháp môn giác ngộ giải thoát không có. Nó đi theo lần thiền tông tới 2561 năm mới được công bố ra. Trước 2561 năm hoàn toàn không ai biết giác ngộ giải thoát là gì. Nhưng mà trước đó bác có hé những cái quyển sách nói sơ sơ thôi, chứ hoàn toàn trước mấy quyển sách này hoàn toàn không nói giải thức giải thoát, mà nói lý luận thôi, nói công thức thôi. Vì thế mà chùa nào hiểu được cái pháp môn thiền tông thì mới dạy người ta giác ngộ giải thoát được. Nhưng mà có một điều các chùa giác ngộ giải thoát khó lắm chứ không phải dễ đâu.
cất chùa giác ngộ giải thoát tự mình phải bỏ tiền ra, không lấy tiền của ai. Rồi làm sao? Rồi mấy ngày ai có khả tiện, xin lỗi ra con, nếu con có 5 tỷ á, con cất chùa ra, con đưa ngân hàng đi, sướng hơn. Không ai nói con, một tháng con được vài chục triệu con xài. Đó. Cất 5 tỷ mà vô đó không có ai rồi sao? Thì chỉ có chùa Thiền Tông này Tân Diệu nó điên. Nó cắt ra nó lấy tiền mười mấy năm nay nó để đó thôi. Tại chùa này điên nó mới làm vậy. Chứ không có ai mà cắt chùa ra mà không lấy tiền. Thì làm sao? Thì con suy nghĩ người ta chửi là đúng rồi. Thôi hỏi tiếp đi. Dạ, cho hỏi tiếp theo là muốn làm giảng sư Phật học á, phải thông những gì? Dạ. Muốn làm giảng sư Phật học thì phải thông một cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật. Kinh Bát Nhã Ba La Mật là phân tích rồi cái bộ sách Duy Thức Học, nó thuê phân tích từ căn bản, từ cấu trúc con người, rồi từ cái thế giới này, những hình ảnh là Bát Nhã. Cái bộ mà Duy Thức Học là cao nhất mà ai vô học cái này nhức đầu lắm. Hồi trước nó thiệt con bắt đọc nó muốn điên mấy lần. Nhưng mà phải ráng chứ, biết sao phải ráng, bởi vì mình lãnh nhiệm vụ này thì phải ráng học cho thông cái này. Bà đưa nguyện bởi Duy Thức Học con hết đi, đọc hết, mẹ đưa cho con cái giáo lý này, con không nói cho đưa người khác, ráng bị ham mấy quyển giáo lý. Thành ra giờ phải đọc cái Duy Thức Học, nhưng mà học xong đâu nó muốn khùng luôn á. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, cho con hỏi tiếp theo là một thiền sư thật phải có tiêu chuẩn như thế nào? Dạ. Thiền sư thật. Thiền sư thật. Dạ. Thiền sư thì nó có hai cái dạng thiền sư. Muốn biết cái ông thật đó là ông ngồi thiền phải 8 tiếng đồng hồ, con đứng canh 8 tiếng rồi mới gọi là thiền sư. Còn thiền tông sư đưa hỏi cái gì trả lời nấy, gọi là thiền tông sư, nhưng mà gọi tắt là thiền sư. Thì tức nhất là chính pháp môn thiền phải hiểu, nội thiền, ngoại thiền, tà thiền, chánh từ thiền, phàm phu thiền, thiền tông phải rõ thì mới gọi là một thiền tông sư. Tất cả những gì giải thích được hết mới gọi là thiền tông sư. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi tiếp theo. Tổ sư thiền là chỉ cho vị nào? Dạ. Tổ sư thiền là chỉ cho mấy vị tổ có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền tông. Từ khi Đức Phật dạy pháp môn này và bí mật truyền theo dòng thiền tông để đến nước Rồng công bố ra vào năm 2561 thì nó tương đương là 2017, thì nó đáp ứng cho cái chùa Thiền Tông Tân Diệu này. Rồi con hỏi tiếp. Dạ, xin hỏi tiếp theo là Đức Phật là một đại giác ngộ. Ngài thấy biết được ngoài sự hiểu biết của con người, vậy Đức Phật biết những gì? Dạ. Hồi đó đó mình không biết, mình cái tối nào cũng thắp nhang lại ông trời, vẫn ông trời không ở đây đâu lại, ông chỉ vô cái đó. Rồi ông hỏi chứ hiển linh là ai? Nó Như Lai, không phải tao đâu hiển linh đâu, mấy ông cô hồn. Ông chỉ cho mình biết vậy đó. Rồi những cái đó hồi đó tánh Phật không biết, đi tìm tánh Phật, ngầu dụng công để tìm tánh Phật cũng khỏi, con khỏi lo. Tánh Phật là thấy nghe nó biết tinh tịnh là của con, khỏi ngồi khỏi thiền. Còn tánh con dữ lắm, 16 tính á, muốn tánh con có tiệt, con giết người ta, con sử dụng cái ác. Con muốn mơ mộng mà con sử dụng cái tưởng. Ông Phật chỉ từ món mà 16 cái tánh người ông sử cho hết, hơn người ta là vậy. Con nên nhớ là tất cả không ai chỉ cái này, không có ai mà chỉ rõ cái bằng ông Phật này, mà chỉ có vào pháp môn thiền tông mới chỉ thôi. Đó, vì thế mà không ai biết. Nó khác là khác người ta chỗ đó đó. Ông Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngộ là hiểu, nhập là vào, tri là thấy, kiến là biết. Có nghĩa là thấy bằng tánh Phật của mình, gọi là mới ngộ nhập Phật tri kiến. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, xin bác cho con hỏi tiếp là Đức Phật để tóc mà sao các đệ tử lại cạo đầu? Dạ. Cái này nó có nguyên do mình phải hiểu.
Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa đi tu 25 tuổi ra tu, ngồi mê miệt mài tu. Có khi có ông có ra tiệm hớt tóc không? Ngồi làm sao tiệm phải ông để tóc. Khi mà ông làm xong cái nhiệm xu 6 năm rồi, bắt đầu ông đi ra tiệm hớt tóc. Ông cạo đầu, ông màu áo cho nó đẹp. Chứ ngày xưa ông mọc là kêu bằng giá áo ổng là cái ngày ổng tu ra là trầm giá khiếu khâu. Vì thế mà bây giờ mình có cái thấy cái cờ Phật giáo nó đủ màu là chỗ đó đó. Thấy không? Khi mà ổng đứng ra bắt đầu ổng tuyên bố dạy cái pháp môn mà Tứ Diệu Đế đoàn đầu tiên. Ổng đi ra tiệm hớt tóc á, ổng cạo hết luôn. Ổng ra ta bán giải, ổng mua bộ đồ rất đẹp, ổng mặc ngồi cạo đầu. Rồi ổng mới tuyên bố ta là thầy dạy đạo nè. Muốn dạy, muốn hiểu gì ta dạy, muốn hiểu cái gì lại đây ta nói cho nghe. Thì mấy ông kia nghe đó thấy ông thầy mà quái ngồi đờ cạo tóc mặc áo đồng. Ông trưởng một cái là mấy người kia té luôn. Ông nói ồ ông này có thần thông phải. Bị 30 bát khoáng trợ đạo mạnh lắm. Bởi vì 30 bát pháp quán này nó đưa người ta đến tới cái quả trời chứ không phải nhỏ đâu. Rồi đưa xuống này. Phải nghe ổng thì ổng phải cạo đầu. Sải 45 năm. Tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú 45 năm. Vì thế mà tất cả những người tu tiểu thừa bắt buộc bắt ông Phật cạo đầu hết. Mới đúng ngày xưa. Còn khi mà 45 năm rồi, bắt đầu năm thứ 46, thì ông mới nói là thôi bây giờ ta dạy hết cái thế giới vật lý rồi, ta muốn dạy giải thoát. Ai muốn tu giải thoát, bỏ hết. Chửi ông, nghe nó bỏ hết, chửi ông dạy đã rồi mới bỏ. Ông nghe, ông đi, ông xem nữa, ông bắt đầu ông đi, ông để tóc lại thì ông bắt đầu mặc áo nâu, hồi xưa là mặc áo vàng, tới giai đoạn sau mặc áo nâu. Còn trước nữa không mặc áo, mặc áo thường, trước nữa mặc cái áo trầm giá khiếu khâu. Tới năm 46 thì ông mới mặc cái áo nâu, để tóc đàng hoàng, bắt đầu dạy pháp môn giải thoát. Vì thế mà tất cả những người muốn tu theo đạo Phật và tu theo từng giai đoạn phải để đúng cái giai đoạn ổng. Đó. Thành ra mình phải hiểu cái lịch sử Phật giáo tại sao mà ổng cạo đầu. Một lần đầu cạo đầu, một lần chót đâu. Vì sao? Nếu mà ổng không cạo đầu á thì cái thế giới vật lý này ổng biết rằng tánh Phật vào đây mượn thân người có cái gì phải để cho người ta chứ không có cạo. Nếu nó dài quá cắt bỏ thôi. Mà nên nhớ ông Phật là đầu xoắn ốc. Đây là 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Khi ông cắt cái ra cái tóc ông nó quăng, ông cuốn thành con ốc. Và thành ra Đức Phật đầu xoắn ốc. Là cái lý do này. Bởi Đức Phật là 80 vẻ đẹp. Trong đó có cái vẻ đẹp của cái tóc. Lý do cạo đầu là vậy. Phải ba phân biệt ba thời kỳ. Thời kỳ đầu để tóc, thời kỳ giữa cạo, gần về Phật giới để lại. Rồi con hỏi tiếp. Dạ câu hỏi cuối cùng của con. Các vị tổ sư thiền tông, sao có vị để tóc, có vị cạo đầu, có vị tu ở chùa, có vị không tu ở chùa? Dạ. Tổ thiền tông là có cái nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền tông. Trong dòng thiền 36 vị tổ thiền tông, duy nhất có hai ông để tóc thôi. Một là ông Mahakajip, là ông đầu tiên tiếp nhận nguồn thiền tông phải để tóc lại. Sau đó ông truyền cho Anan phải cạo đầu. Cho đến khi mà tổ Bát Nhã Đa La 27 cũng cạo đầu, mà tới ông tổ Bồ Đề Đạt Ma có nhiệm vụ dẫn mạch nguồn thiền ta đi. Đã có thể dẫn mạch nguồn thiền tông, nếu mà con cạo đầu người ta biết ông thầy, ông trốn, ông làm, ông đâu có biết ai biết ông là gì. Ông là thái tử đi về phương Đông, đi bằng công hàm, là một thái tử đi là sứ. Vì thế mà vô nước Lương, ổng nói mà vô nước Lương không dám nói gì ổng, bởi vì ổng là một thái tử công hàm chứ đâu phải đi bằng công hàm. Chứ mà đi mà ổng cạo đầu rồi thì ổng chết liền với ông Lương Võ Đế rồi. Ổng biết thế giới này không ai hiểu cái này đó. Vì thế mà trong dòng thiền tất cả các tổ đúng là duy nhất chỉ ông Mahakajip và ông tổ Bồ Đề Đạt Ma là cạo đầu, để tóc thôi, còn bây giờ phải cạo đầu hết. Đồng thiền nó là vậy. Bởi vì nói đi mấy ông thầy tới họ ổn định là thầy tu, mà thầy tu phải để tóc người ta mới biết. Nhưng mà khi để tóc để gì nhưng mà không dám dạy cái này, chỉ nói mơ mơ màng. Chính lục tổ Huệ Năng khi mà đứng ra tuyên bố dạy cũng không dám dạy thiền tông mà chỉ dạy Bát Nhã thôi. Vì thôi con thấy
trong kinh Pháp Bảo Đàm nó có cái phẩm Bát Nhã là nhiều nhất, còn mấy phẩm kia ông nói lờ mờ thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con dạ con xin hết, con hiểu rồi, cảm ơn viện chủ. Dạ.